cứ nhẹ nhàng bình thường hít thở. Ông chơi hết trò của người lớn mà sang trả trò của trẻ con đấy. Ở đây dành cho trẻ con đấy. Anh Trung là chưa trồng được cây chuối đúng không? Chóng mặt không thể trồng. Tính ra trồng cây chuối là lúc nghỉ đấy. Đúng rồi, là cũng nghỉ nhưng mà tôi thử rồi nhưng cũng không hoàn toàn thế đâu. Sáng nay thử rồi. Nó đỡ hơn là mình cứ treo lủng lẳng thôi. Nhìn tình trạng này không được lâu rồi. Mỏi rồi. Thầy lúc trước bác Trung phải đi rồi, lúc đó mỏi tay rồi. Giờ phút rồi. Không, đi lần 2 mới là tốt. Lần 2 hoặc lần 3. Chứ lần đầu tiên đi đúng lắm đấy đi. Lần đầu tiên là nó khởi động. Hơi dẻo cơ rồi, lần 2 là có độ mềm. Hơn phút rồi. Nếu mà khởi động không kỹ thì đi lần 3 mới là lép. Nhưng mà ông Toản là cứ lần thứ 3 là lần thứ 2 nó tăng dần, lần thứ 3 tăng hẳn. Toản công nhận rồi. Ông khỏe ấy. Hiện tại... máy nó khô rát rồi. Làm nó phải có cảm hứng, làm mà lại không có cảm hứng. Thật. Không dãy được đúng không? Mà nói cho cùng cũng không nên kìm quá. Mà tầm kìm quá thì để cho đi làm gì cũng để làm gì đúng không? Nó tầm nào vừa đủ thôi. Kìm quá thì để làm cái gì? Mà thôi, nói nhỏ thôi, đang quay clip, nó lên clip. 2 phút 20 rồi. Vào đây. Đấy, anh Trung đã được 3 phút rưỡi rồi đấy, đùa đâu. Ngày 5 phút ngon. Hít thở sâu ạ. Thế là mũi thở ra bằng mồm. Coi như là mình không đi hả? Gần 4 phút rồi. Cố lên. Đây đang cầm với anh Hùng rồi, bằng anh Hùng rồi. Cố gắng lên. Này bác đu nhiều mà, đu bao nhiêu lần một buổi tối. Mình ra cứ quay giật giật lúc đu được khoảng 2 lần. Cố gắng 5 phút đi. 5 phút rồi. 5 phút là cho vào top A thi được rồi. Top A là có bác Toản, bác Thu, bác Hùng, bác Nhàn này. Hùng Giang không phải top đu lâu, Hùng Giang chỉ được 2 phút rưỡi thôi. Đấy. Sắp 5 phút. Hùng Giang xem video và ai nhắc đến tôi đấy để bình luận đấy. 4.7, 4.8. Thôi không cần đi nữa, cứ nghỉ thôi. À đâu Mạnh lên xem nào. Trung đi từ từ
dừng xe bao nhiêu phút? Và phát nào quay xe nào. Ai muốn em cụm đâu. Cái này cái là thẳng ở đây là không rồi đấy. Úi giời, mông đập vào tivi rồi. Xong mừng lên đu ông anh cõng lên cổ. Em chỉ cần bám cái tay ở trên thôi, không quay phần dưới. Quay được. Đu mãi rồi, những người đầu tiên đây. Hôm chị trồng cây chuối chị bị ngã là chị mới chấn thương không tập nữa ấy. Ngày đầu mừng anh Thu lại trồng cây chuối. Đoạn cuối bay đi. Bay đây. Đẳng cấp vượt trội. Sang bên ngoài mới đẹp. Úi giời. Quá đẹp quả này đúng không? Ừ. Quả lên tivi nhảy như ra ngoài tivi. Tay khỏe lắm. Quả ấy đẹp quá anh chủ. Khỏe bàn tay. Quan trọng là cái ngón tay ấy. Bay. Nó còn bay ở mầm nhỉ? Nó chơi nhiều. Hai cái cát là rộng nó bay ra khỏi cột là không sao. Nhưng mình là bị hạn chế thành cái nguy hiểm. Thành cái rất nguy hiểm. Đập vào thành xong. Đập ngã người, đập giữa. Được đấy. Xoay. Ngoài tay rồi đấy đúng không? Xong rồi, xong rồi, xong rồi.